mới đi bắt được mớ ốc lăn này. Đổ rồi. Ăn ăn ốc à. Ốc có chấm muối xả các bạn. Lâu lâu nhíp mớ ốc thì ăn vậy đó. Cầm cho nhuyễn nhuyễn luôn. Bỏ vô chén mua nước mắm. Buồn ra bà luộc ốc trắng ăn. Nó chỉ bắt được các bạn ơi, đắt chuyện qua, dọn cho nó nhã sình nha, này nó trơn hôm nay mới ăn nè các bạn. Đây xong rồi đây. Cho vô tô chén nước mắm luôn. Cái này chơi tận dụng luôn. Ôi thiếu nước mắm mà bạn ơi. Bạn ốc đắng các bạn ơi. Đây, ốc này. Ốc bập lù đây, ốc đắng bập lù. Rồi mấy con bự bự không? Trời ơi, con trai tụi vô hình cái nhìn tóc nó dính phủ mặt rồi. Hôm nay nha mọi người. Vô. Hai cha con cùng ly luôn. Ăn ốc. Vét cái mặt lên coi cho thấy đẹp trai coi. Mùi dịch tóc tai quá trời rồi. Ốc đắng bập quá các bạn ơi. Lâu lâu ăn ngon lắm mà. Cái chả ớt của chúng ta với nó bằng nó còn. Thôi ăn ngon. Hà dữ lắm. Vừa vô nữa trúng lắm ngon. Đá lạnh á, đá lạnh vừa làm dịch đi chấp lắm được. Vẫn là cắt mùi dịch ai cũng như ai à. Giờ hết chỗ rồi á. Yeah. Ăn no luôn à. Đang biết sao mới biết sao tình mình sao. Ăn người đã là tịch. Ráng vô người làm tịch thuốc hay chưa. Cái mớt ngon. Cái ngon. Nào cũng ngon. Ăn không mấy quay. Ăn không? Này đút cho con nè. Cái này lại chiến cái gỗ ốc nè. Này vào vô ăn tiếp cái gỗ ốc nè các bạn. Hiếp mấy con bự bự cũng được, hiếp mấy con nhỏ. Thua bỏ cuộc. Ăn vừa vừa không dám gì. Tại hồi lễ ra làm gỏi ốc, gỏi bắp chuối. Hôm nhân nha các bạn. Nhìn trước à, hai về trăm này. Hôm nhân nha các bạn. Hẹn các bạn clip sau nha. Nay mình chia sẻ cái đại chiến với ăn hiếp mấy con ốc đắng. Đại chiến gỗ ốc. Thôi mình ăn ở đây vừa. Để cho bạn chào các bạn nha. Chào nha.